Hello, xin chào các bạn nhé. Đây là cái mẫu đó là iPad mini 4. Đấy, đây là cái dòng mà có thể nói là cực kỳ hợp lý, giá của nó bây giờ nó loanh quanh khoảng hơn 2 triệu. Đấy, anh em phải hiểu vấn đề nó là chỉ có hơn 2 triệu thôi mà đã được tặng combo phụ kiện này các bạn nhé. Tặng cả bộ bàn phím này, tặng cả bộ bàn phím nhá. Đấy, tặng cả bộ bàn phím, tặng cả giá đỡ xoay 360 độ. Đấy, mini 4 bản 4G lắp SIM các bạn nhé, có cả dung lượng 16, 32, 128 GB. Đấy, rất là nhiều luôn, hàng đẹp full mốc nhé các bạn nhé. Đấy, zin âu pin rất cao, pin cái này 94%. Cái dòng này thì hiện tại bây giờ cái iPad mini 4 này thì là nó sẽ được cung cấp lên đến tận iOS 15, 15 hay 16 nhỉ, 15 đúng không, 15 nhé các bạn nhé. Với cái iOS 15 này chúng ta tải được tất cả ứng dụng bình thường. Đấy, nhưng mà hiện tại thì bên mình rất nhiều với những cái dòng iOS thấp, anh em có thể tham khảo thêm là vấn đề có nên mua iOS thấp hay không, thì đấy là do các bạn. Đấy, mà mục đích sử dụng các bạn, khi các bạn dùng mục đích gì các bạn sẽ biết là mua cái iOS nào cho nó phù hợp. Đấy, còn cái về cái cấu trúc cơ bản của nó thì nó được nâng cấp đến đó là iOS 15 các bạn nhé. Đấy, màn hình 7,9 inch nhỏ gọn như một quyển vở luôn, và chúng ta sẽ có một bàn phím cũng là nhỏ như thế luôn, rất là hợp khi mà các bạn mà dùng để bàn học nhé, hay đi làm việc cho các bé chẳng hạn, hay là cả người lớn cũng thế thôi. Thì là cái mẫu này nó chỉ có hơn 2 triệu, có bản 4G lắp SIM. Đấy, tặng luôn cả combo phụ kiện luôn nhé các bạn nhé. Đấy, có cả bao da luôn. Đấy, em gái lấy cho anh bao da này. Đấy, mini 4 đấy. Thì là nó sẽ rất mỏng nhá, dòng này cực kỳ mỏng và 4G lắp SIM, giá là đã là hàng đẹp, pin cao zin rồi nhá. Đấy, đây cái bao da kia cứng này. Đấy, thì là có cả bao da luôn đấy anh em này. Đấy, đấy, bao da luôn. Đấy, thì là tặng combo luôn anh em nhá. Đấy, thì là để luôn bàn phím nhá. Đấy, bỏ ra. Đấy, thấy chưa, chúng ta để học tập rất rẻ, hơn 2 triệu một combo, một combo chỉ có hơn 2 triệu đồng đấy anh em nhé. Học tập online, giải trí, chơi game đều cả. Các bạn có thể mua máy này để về tặng cho bố mẹ các bé nhỏ, gia đình học tập là đều là ok, rất là phù hợp các bạn nhé. Cho trẻ con tiếp xúc công nghệ sớm, và tất nhiên chúng ta vẫn phải đối diện đến việc là quản lý con sẽ phải chặt chẽ hơn về vấn đề sử dụng máy tính bảng. Đấy, cái đấy mình bán mình nên khuyên các gia đình là nên chú ý về việc quản lý con cái anh em nhé. Giá chỉ có hơn 2 triệu thôi, áp ngay Zalo số điện thoại mình để trên màn hình nhé.